Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dùng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, mới đây phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã có niềm vui khi đón chào những cơn mưa đầu mùa. Mặc dù chỉ là những cơn mưa nhỏ nhưng cũng đã góp phần hạ nhiệt đáng kể cho bầu không khí oi ả trong những ngày qua. Nhờ vậy, các bệnh nhân ung thư và người nhà khi đến phòng khám để hỗ trợ điều trị ung thư cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Bầu không khí mát mẻ, trong lành giúp nâng cao tinh thần cho bệnh nhân. Cơn mưa đầu mùa mang đến bầu không khí mát mẻ, trong lành giúp xua tan đi cái oi bức của những ngày nắng nóng. Nhờ vậy, tinh thần của các bệnh nhân ung thư và người nhà bệnh nhân cũng được cải thiện đáng kể. Họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn và có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Phòng khám Cha Tường luôn đồng hành với bệnh nhân ung thư. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn nỗ lực mang đến cho bệnh nhân ung thư những dịch vụ y tế chất lượng cao, cùng với sự quan tâm chăm sóc tận tình của đội ngũ y sĩ giàu kinh nghiệm. Cùng với đó, phòng khám Cha Tường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Lời cảm ơn từ bệnh nhân và người nhà. Nhiều bệnh nhân và người nhà đã bày tỏ sự cảm ơn đối với phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, vì đã mang đến cho họ hỗ trợ thiết thực trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Họ đánh giá cao sự tận tâm chu đáo của đội ngũ y sĩ cùng với sự thoải mái và dễ chịu của môi trường tại phòng khám. Phòng khám Cha Tường sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cam kết sẽ luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến đấu với căn bệnh. Với sự nỗ lực của đội ngũ y sĩ cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, hy vọng rằng sẽ có ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư được khỏi bệnh và trở lại với cuộc sống bình thường. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, vợ chồng ông Kakuru và bà Ma Diếp, dân tộc Cờ Ho ở tỉnh Lâm Đồng, cùng mắc bệnh ung thư và đang đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, để được hỗ trợ điều trị. Việc hỗ trợ điều trị ung thư rất tốn kém, đặc biệt là đối với những người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa như vợ chồng ông Kakuru và bà Mazip. Vợ chồng ông Kakuru và bà Mazip gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về bệnh ung thư và các phương pháp hỗ trợ điều trị. Họ cũng thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng. Câu chuyện của vợ chồng ông Kakuru và bà Mazip là một lời nhắc nhở về những khó khăn mà nhiều người bệnh ung thư phải đối mặt. Chúng ta hãy chung tay hỗ trợ họ để họ có thể tiếp tục chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác này. Dạ thưa chú có thể cho biết họ tên với mình đến từ đâu vậy chú? Họ thì huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, thôn là thôn Mà Lọng đó, huyện Đơn Dương đó. Cái triệu chứng của mình như thế nào á, rồi và khám bệnh ở cái đâu? di chứng là bị trực tràng, khối u trực tràng, rồi đi bệnh viện nào ta tư đi, vấn sao? đi bệnh viện Chợ Rẫy người ta tư vấn sao, tư vấn mình trị sao vậy? Đi xạ trị rồi có trả không? Có xã 25 tê xã, rồi tính xã, rồi bác sĩ này là phải mổ lại xã xong con teo lại cái u rồi để mổ không nghe. Xã trị sẽ có thấy khỏe gì không? Xã trị nó cũng vẫn một lúc thì khỏe khỏe xong rồi, mà có mấy tháng, 2-3 tháng là nó hồi lại, nó bị lại, nó bị đào lại cái hormone á, cái u. Sao biết ở đây mà xuống vậy? Biết rồi, có bà con rồi nghe làng xóm rồi cô vị rồi nói là mới dẫn đi lên trên này, nói là ở trên này chữa được thì tụi tôi mới qua bên này vô. Hả chú, làm sao với cô này? Bà Võ. Rồi khi đến đây có tin tưởng gì đây không? Có tin tưởng ở đây rồi mới đi đây. Tin như thế nào? Tin tưởng rồi nhờ chúa, rồi nhờ thầy bên này để giúp, là đó là cho nó hết bệnh hoạn, để tin tưởng rồi nhất rồi mới đi, bỏ rồi cả mấy trăm cây số rồi phải đi. Cái yêu cầu của chú là các thầy làm cái gì cho chú? Thì chỉ làm cho thầy rồi làm cho hết bệnh hoạn, cho nó sức khỏe cho thôi,
cầu chú rồi với thầy làm cho sức khỏe cho mình làm tốt. Hai cô chú làm cái nghề gì á? Cái nghề ở ngoài làng nói tình trạng gia đình chút xíu. Ngoài là thì chỉ làm nông thôi, rồi làm vườn rồi trồng rau rồi dễ thôi, có gì. Thu nhập ổn không? Thu nhập có ổn không? Thu nhập cũng ra đủ, không có đủ ăn đâu, thiếu qua thiếu lại vậy thôi. Rồi bệnh gì? Bệnh gì lấy tiền đâu trị? Bệnh rồi cũng đi vay mượn làng con rồi mấy con rồi đi làm thuê làm mướn rồi công góp lại đi chỗ bệnh rồi. Vay của ai vậy? Vay của bên làng xóm. Bây giờ thiếu nợ nhiều chưa? Thiếu cho, chắc cũng phải thiếu chứ, đi vay này phải thiếu á. Đi vay mượn phải thiếu, về rồi khỏe rồi con cái mới đi làm thuê lại mới gửi lại cho người ta. Rồi tiền đâu xuống đây trị? Tiền rồi mấy cháu nó vay mượn á, rồi công góp rồi thế cũng là cầu vĩ rồi hay là bên này thì chữa được rồi nhờ chúa rồi giúp rồi như thầy giúp được rồi mới công góp tiền rồi mới đi lên trên này chữa. Tôi tên là Mai Chí ở Lâm Đồng, xã Thạnh Mỹ. Mình ở đó là dân tộc gì vậy cô? Dân tộc Cà Ho. Cà Ho, ok. Yeah. Cô có thể giới thiệu cho con biết đó là cái tình trạng của cô á, bệnh như thế nào, khám bệnh ở đâu, rồi trị bệnh như thế nào rồi? Sẵn cô Phượng Vĩ giới thiệu thì đi nuôi chú, đi nuôi chồng, rồi xong rồi thấy cũng có bệnh, bệnh mà mỗi lần đi mà thấy bốt bốt, rồi xong rồi mới xin thầy để đi khám, rồi vô đây xin điều trị với thầy. Cô có thể kể cái nội dung, cái tình trạng gia đình cô hiện tại nó khó khăn như thế nào không? Cô thì cô nhận thấy gia đình cứ đau ốm hoài, bệnh hoạn vậy, rồi biết bên cha bên này thầy, lần này là lần đầu tiên tới với thầy nên cũng chưa hiểu gì nhiều lắm, thì gia đình có bệnh hoạn nhiều, cháu thì trượt lên trượt xuống vậy, rồi lần này là mới lần đầu tới thầy, nhờ thầy cứu chữa. Trước thì ơn bề trên, sau thì nhờ các thầy cứu giúp. Được bao nhiêu cháu con? 5 đứa. Gia đình thì 5 đứa con. Rồi mấy đứa đó làm nghề gì, nghề gì? Hai đứa lò gạch, còn một đứa cũng cái hồi đó bị xuất huyết đó, là cũng ở nhà. Bây giờ có một đứa con nhỏ, nó ở nhà nuôi con. Còn một thằng là ở xin làm ở trong ủy ban với người ta. Vậy. Rồi xuống đây tiền bạc còn hơn giờ sao? Nói ra tiền bạc thì cũng chứ cũng không có gì nói đại đi. Không đầy đủ nói vậy vậy thôi. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha,
ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho hơn. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1000 cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh, hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1000 cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Con đã nghe
cho bao mưu toan tháng ngày giật mình, cho bao nguy nan một thân ta gần, nguyện linh hồn thân xác mãi là chim trắng, cho vẹn câu ước thề cho thế trần mùa hồng ân. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.